Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Đề tài hôm nay, thưa quý vị, hôm nay là cái ngày lễ Giáng sinh. Thành ra mình cũng phân tích những cái gì nhẹ nhẹ, vui vui, thưa quý vị, cho nó phù hợp với cái... có thể nó là cái phong tục. Đề tài hôm nay là, thưa quý vị, văn hóa Việt Nam hải ngoại. Văn hóa tức là cái lối sống của người Việt Nam ở tại hải ngoại. Cuối năm 2023 này, nữa là gần nửa thế kỷ người Việt tìm tự do trong một cuộc di tản vô tiền khoáng hậu, xa nước nhà nửa dòng trái đất. Thưa quý vị, trong lịch sử Việt Nam, lịch sử Việt Nam cũng có những cái cuộc di cư, thí dụ như cuộc di cư vào gần 1 triệu người vào những cái năm 1954, thưa quý vị, từ miền Bắc tị nạn cộng sản vào miền Nam. Nhưng mà đó là tị nạn trong nước, còn cái này thưa quý vị, đi cả triệu người, mà thưa quý vị, đi cách nước nhà khỏi dòng trái đất. Chúng ta có thể so sánh cái cuộc tị nạn vô tiền khoáng hậu của người Việt tị nạn cộng sản này giống như cái cuộc tị nạn của người Do Thái từ cổ Ai Cập mà đi về vùng, có thể nó là Trung Đông, để tránh cái sự mà hà khắc của quân Do Thái đối với người Do Thái. Và khi người Do Thái đi như vậy, đem theo một cái túi khôn, một cái cách vượt qua những sự khổ sở, sau này Công giáo dùng cái đó viết lại để lập thành cái cuốn gọi là Cựu Ước của người Công giáo. Thưa quý vị, còn Việt Nam, thưa quý vị, khi đi ra khỏi trái đất, khỏi đất nước của mình, đem cố gắng đem cái linh hồn, đem cái thể xác nước Việt Nam không được thì đem cái linh hồn theo, và nhờ vậy mà phát triển đẹp, tốt đẹp ra trong cái xã hội mà có thể nói là văn minh của Tây phương. Đó là cái ý chính mà chúng tôi trình bày để cùng quý vị theo dõi. Cuối năm 2023 này, nữa là gần nửa thế kỷ người Việt tìm tự do trong cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam. Người Việt quốc gia, người Việt tự do, dân chủ sống chung không được với cộng sản đang tạm chiếm nước nhà Việt Nam, đã đem hồn thiêng sông núi Việt Nam, văn hóa Việt Nam theo mình, và đã làm được những gì ở hải ngoại? Đó là một cái câu hỏi để trả lời. Thưa quý vị, làm người Việt hải ngoại làm được nhiều việc lắm, nhiều việc lắm, quý giá lắm, trong lịch sử Việt Nam chưa hề có, chỉ có ở thế kỷ này mà thôi. Trong cái rủi phải rời xa đất nước, nhỏ nước mắt ra đi, người Việt hải ngoại có cái may là xây dựng được một Việt Nam hải ngoại. Bên cạnh thành công kinh tế chính trị cho cá nhân, gia đình và xã hội Việt Nam hải ngoại, còn có một cái sự thành công có thể nói là xuất sắc, và là bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa, một lối sống của người Việt quốc gia, của quốc gia dân tộc Việt Nam khai phóng và nhân bản. Đó là một lối sống Việt Nam mới,
Nếu hiểu nghĩa văn hóa là lối sống nhờ tự do dân chủ mà phát triển được. Thưa quý vị, một thực thể đã hình thành, một Việt Nam hải ngoại đã phát sinh và hiện hữu so với cộng đồng quốc gia trong nước. Thưa quý vị, nhiều người nói sao ông ơi, ông nói Việt Nam hải ngoại mà có quốc gia, có chính quyền gì đâu. Thưa quý vị, đúng, đất địa thì chúng ta không có, người Việt Nam hải ngoại chưa có, thưa quý vị. Nhưng mà nhờ cái công nghệ nghiệp của khoa học, thí dụ như Internet, thí dụ như những cái trang mạng xã hội, một cái chuyện gì xảy ra ở bên Úc của người Việt, thưa quý vị, có thể nói chừng 2 phút ở Mỹ này chúng ta biết. Thành ra những cái cộng đồng ở tại những cái quốc gia mà có người Việt ở nhiều, thưa quý vị, liên kết lại với nhau, có chuyện gì bàn bạc với nhau, có chuyện gì ủng hộ với nhau, thì làm như là trên hình thức đây là một cái những cái cộng đồng đó kết hợp lại như là một quốc gia. Chỉ không chưa có quân đội, chỉ chưa có chính quyền mà thôi. Nhưng cái tinh thần người Việt ở hải ngoại với nhau kết hợp lại do cái văn hóa, thưa quý vị, do cái niềm tin và cái tự do dân chủ giống nhau, nên chúng ta có thể nói là Việt Nam hải ngoại đã thành hình giống như Pháp thời đệ nhị thế chiến, quân Đức quốc xã, thưa quý vị, lấy mất Paris, một số người cũng phải di tản qua, trong đó có ông tướng rất là giỏi, thưa quý vị, di tản qua Anh, thưa quý vị. Ban đầu đó thì Anh cũng coi thường lắm, ông đi họp đó, ông là tướng của nước Pháp, nhưng mà ông không có tham gia được, chưa chấp nhận. Nhưng mà lần lần quốc tế thấy, thứ nhất là Hoa Kỳ thấy không có những cái người quân nhân Pháp, chiến sĩ của Pháp ở tại trong nước đường đấu tranh cho với Đức quốc xã, thì khó để mà đổ bộ cái triệu quân vô. Nên nhờ ông tướng đó, ông liên lạc với bên trong và coi như Pháp quốc có cái France d'outre-mer, tức là Pháp quốc hải ngoại. Nhờ vậy mà thưa quý vị, khi đổ quân vô thì đi đổ quân vô chỗ Pháp trước và thành công. Có thể nói là thành công. Đó. Thì Việt Nam chúng ta bây giờ cái dòng mà liên minh liên kết lại trong cái để của cái Việt Nam hải ngoại còn rộng hơn nữa. Quý vị thấy ở Pháp cũng có người Việt gốc Pháp, ở Mỹ nhiều nhất gần 2 triệu mấy 3 triệu, và ở Úc, thưa quý vị, ở Nhật cũng có, ở Hàn Quốc cũng có. Thành ra nếu mà tính ra đó, thì có gần 80 nước mà người Việt khi di tản đã đến đó để mà định cư, và định cư một thời gian ăn nên làm ra rồi, và luật lệ ở xứ đó cho nhập tịch trở thành công dân của cái quốc gia bản địa đó. Thế cho nên chúng ta có thể nói là Việt Nam hải ngoại đã thành hình. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đi học thì có học được một cái cuốn sách của về xã hội học của ông giáo sư Marcionist, trong sách giáo khoa đắc dụng, đó là cuốn sách giáo khoa đắc dụng nhất của Hoa Kỳ, mà các đại học, thưa quý vị, cộng đồng đều có học. Cái tên của cuốn sách đó là Society, The Basics, xã hội học cơ yếu, đã tái bản hàng chục lần định nghĩa chữ văn hóa, culture,
giữa văn hóa tiếng Mỹ là culture, giản dị như sau. Đây là cái cuốn sách của giáo sư Masonich, định nghĩa cái văn hóa. Văn hóa liên quan đến niềm tin, giá trị, tác phong và những vật thể tạo thành lối sống của nhiều người và diễn đạt lại bằng cách khác, chữ khác, rephrasing lại là chia sẻ một lối sống của nhiều người, một di sản của một xã hội. Nhiều người kết hợp lại đồng ý sống theo cái cách mà họ muốn, thưa quý vị, thành ra tạo thành cái lối sống. Cái lối sống ở đây là có thể là dùng chữ văn hóa đó. Nhờ cái văn hóa mà Việt Nam chúng ta ở hải ngoại hình thành có thể một cái cơ cấu liên lạc với nhau rất là chặt chẽ, đồng tâm như là một cái mẫu số chung của người Việt tự do. Xin quý vị đừng rời máy, sau giây phút thông tin thương mại chúng tôi sẽ tiếp tục. Cái cấu kết này, thưa quý vị, bền vững, rất bền vững, vì nó dựa vào cái tinh thần quốc gia dân tộc của Việt Nam chúng ta.